Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 12 tháng 7 năm 2020 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc lại gửi cho toàn thể quý vị một cái video, đó là video test và đóng gói cây đàn Yamaha PSR-S910, cây đàn organ. Thì cũng đã rất lâu rồi Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc không làm những cái video test và giới thiệu những cái sản phẩm đàn organ tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thì thưa quý vị là với những cái video mà về phần đàn organ thì Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc làm một năm là nó đã khá rất là nhiều video rồi, quá nhiều video rồi. Nên là Trung tâm cũng có số lượng người xem và số lượng khách hàng đang theo dõi cái những cái hàng đàn organ của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Nên là khách hàng mua thì khách hàng có comment qua bên Zalo hoặc là điện trực tiếp bên trung tâm, nên trung tâm đã gửi hình ảnh video trực tiếp qua Zalo cho khách hàng. Đấy, nên là đợt này thì trung tâm này đang đi sâu vào những cái đàn guitar điện bãi hoặc là những cây đàn bầu. Đấy, là nhạc cụ dân tộc chẳng hạn. Đó, nên là ngày nào cũng làm video về những cái sản phẩm như thế này. Thì cũng đã rất là lâu rồi thì hôm nay trung tâm mới lại làm lại cái video về những cái đàn organ. Thì trung tâm giới thiệu qua cho quý vị, toàn thể quý vị là những cái sản phẩm đàn organ ở Trung tâm Vĩnh Phúc ấy đang có rất là nhiều mặt hàng nhá. Các bác không thấy em làm video thì không có nghĩa là em không bán đàn organ nữa. Em vẫn bán đều, vẫn bán hàng ngày, vẫn bán thường xuyên các bác nhá. Chẳng qua là lượng video về organ nó nhiều quá rồi nên là em sẽ tạm làm sang những cái phần mà nó chưa có video, như là dòng đàn guitar hay là đàn bầu chẳng hạn. Đấy, thì các bác muốn mua đàn organ tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc thì cứ nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634 982. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634 982. Luôn luôn có giá tốt cho toàn thể quý vị khi mà liên hệ với em các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em cũng không để cho quý vị chờ lâu nữa, thì em chốt cho quý vị một cái video, đó là cây đàn Yamaha PSR-S910 được bán cho một vị khách, đó là bạn Đỗ Văn Hiền ở xóm 7 Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam. Bạn ấy mua một cây đàn S910 như thế này với giá là chưa đầy 10 triệu, bạn đã được sở hữu một cây đàn S910, trong khi đó là cây đàn S910 nó ra đời vào năm 2009-2010. Giá khởi điểm của nó là 31 triệu lúc mới xuất hiện trên thị trường, có thời điểm mới lên tận 41 triệu. Mà bây giờ Hiền bạn ấy sở hữu cây đàn này với giá chưa đến 10 triệu, nó rẻ. Thậm chí phải nói là thưa các bác nào mà đang mua một cây đàn học sinh mới đập hộp nhé, đó là cây đàn E463, thì thưa các bác à, có trung tâm thì họ sẽ bán là giá 8 triệu, có trung tâm bán 8 triệu rưỡi. Đó, nó có thể là bằng giá tiền cây đàn S910 này luôn, nhưng nó chỉ là cây đàn học sinh thôi, nó chỉ được cái là mới, yên tâm. Nhưng về chất âm thì để nó không là cây đàn chuyên nghiệp, nên là nó không thể so sánh được với con 910. Con 910 nó là cây đàn chuyên nghiệp, chúng ta có một chất âm hay, nó đầy đủ tính năng của những nhạc công đang đi làm, nó rất là hay nhé. Còn rất là nhiều phụ huynh là cứ băn khoăn, không hiểu là vấn đề là với tầm tiền chúng ta đập hộp cây E463, thì phụ huynh lại em tư vấn cho phụ huynh là mua cây 910 thì dùng hay hơn nhiều, nhưng phụ huynh cứ sợ hỏng, sợ bị lỗi. Mà trong khi đó là Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc em bán đàn bao nhiêu năm nay rồi, đa số bán đàn cũ rất là nhiều nhé. Đó, hỏng lỗi rất là hiếm khi có các quý vị nha. Mà trong trình trung tâm bán hàng cho quý vị để còn chương trình bảo hành nữa, nên là quý vị không phải lo. Đấy, và bạn này đã chuyển khoản đủ vào tài khoản của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc, và bạn ấy được hưởng một chiếc USB dữ liệu rất là cần thiết cho cây đàn này. Đấy, USB dữ liệu đây. Đấy, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà này. Đấy, một chiếc chân mới. Đó, ngoài ra thì cái theo đàn thì có sẽ bạn này đây, cho bạn hẹn một cái bao da 5 lớp, bao cũ theo đàn luôn đấy. Và mua cái cục nguồn đi theo đàn. Em mua lại của khách thì nó chỉ có nguồn và bao thôi. Đấy, thì bây giờ không để cho quý vị chờ lâu thì em sẽ khởi động cái đàn này lên. Đầu tiên nó sẽ bật nguồn lên này. Chúng ta bật nút nguồn lên. Thì mặc định ở trên cây đàn khi khởi động lên nó sẽ là tiếng piano cho chúng ta ở trên bàn phím. Đấy, ta sờ tay vào đây, toàn bộ nó là tiếng piano đúng không? Chúng ta test phím này. Đấy, rất là hay đúng không? Đấy, rất là hay, rất là ok quý vị nhá. Đó. Đây, cây đàn thì mặc dù là đã sử dụng qua 5 tháng nhưng mà tất cả mọi tính năng vẫn còn hoạt động bình thường.
ngoài bên bề vỏ thì có gọi là hiện tượng hơi xấu một chút thôi, nhưng mà với giá tiền thì nó như là một cái bằng tiền một cây đàn học sinh, nhưng chất âm thì nó quá là hay, quá là đẳng cấp quý vị nhé. Em giới thiệu qua về banh tiếng này. Đấy, thì chúng ta lấy banh tiếng ở đây, thì trước khi lấy banh tiếng chúng ta sẽ bấm nút phở ở đỏ này, đèn báo lên, và chúng ta vặn volume về 65% thôi nhá. Tiếng đầu tiên này, ta sẽ chọn banh tiếng này và chúng ta chơi này. Đấy. Và chúng ta muốn thay đổi bánh tiếng, chúng ta bấm một chữ G ở bên dưới bên tay phải màn hình và chúng ta chọn này, chúng ta chơi dân ca, chúng ta chọn banh dân ca, chơi DJ, chọn banh dân DJ, chơi hành khúc, chọn nhạc đỏ để chúng ta chơi chơi banh tiếng hành khúc. Đó, có rất là nhiều thể loại đây quý vị nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần sờ tai, chúng ta bấm chữ E bên tay trái màn hình. Đó. Và chúng ta tap sang bên user. Đấy, hoặc là bên USB thì đây chúng ta cắm USB, nó sẽ có thêm phần USB cho chúng ta nữa. USB chúng ta cắm đằng sau này. Này, test luôn cả trên USB đó. Đấy, nó sẽ báo cho USB. Vào đây. Bấm vào đây. Lúc này nó sẽ loát USB cho chúng ta. Đây. Đây nó hiển thị chữ user và USB, chúng ta tap một lần là sang user, mà tap lần nữa sang USB. Bây giờ chúng ta lấy start như user trước đã. Đấy. Ta bấm start là chạy này. Đấy, bấm hợp âm ở đây lên, đèn đỏ lên và chúng ta bấm vào đây là sẽ có hợp âm. Được chưa? Dồn trống ABCD. Đấy. Chưa? Rất là nhiều thể loại nhạc ở đây quý vị nhá. Chưa? Khi chúng ta lấy nhạc ở user và USB thì chúng ta để volume ở 65% quay đầu thôi nhá. Đấy. Còn những cái nhạc ở trên nhạc gốc ở trên cái đàn này chúng ta có thể vặn được 100%. Đấy, những nhạc gốc như này chúng ta vặn được 100% luôn. Đúng không? Và những cái nhạc ở trên họ làm những cái đàn này thì nó không nực lắm. Đấy. Ta vặn cọc thoải mái đúng không? Được chưa? Đấy. Bây giờ ta tắt sang USB này. Đấy, trên USB thì nó có nhạc và dữ liệu S910 này, nhạc đỏ, nhạc quan họ, nhạc vàng này, nhạc thiếu nhi này, đủ hết quý vị nhá. Remix. Nói chung là chúng ta phải biết khai thác ở đây. Thì em chỉ test sơ qua là cây đàn đang hoạt động bình thường cho quý vị thấy tất cả các nút và các tính năng trên cây đàn là đang hoạt động bình thường, không lỗi một vấn đề gì quý vị nhá, và chế độ bảo hành 2 tháng. Đấy, em test sơ qua như vậy, còn đâu phần còn lại quý vị sử dụng cây đàn này quý vị tìm hiểu thêm quý vị nhá. Không có thời gian để mà em giới thiệu sâu cho quý vị hơn nữa, và em cũng làm khá là nhiều video về những cây đàn như này rồi. Đây, giờ em để camera đây để em test sơ qua một tí cho quý vị xem. Rất
rất nhiều style trên này, style cơ bản chúng ta chơi. Đấy là phần dân ca. Bây giờ chúng ta chơi sang ngoại thể loại khác, chúng ta lại chuyển banh tiếng. Đấy, người ta chơi thành hành khúc chẳng hạn, chúng ta tìm banh tiếng hành khúc của nhạc đỏ đó. Chơi phần Tây Nguyên, đến Tây Nguyên chẳng hạn. Chúng ta lấy style trên út B cũng có rất là nhiều. Rất nhiều style trên út B rất là hay. Những cái style cơ bản này, quan trọng chúng ta phải học được đàn chúng ta chơi. Những cái style cái, lấy được style cơ bản chúng ta chơi. Đấy, mới ra là cái tố chất của cái style cơ bản nó rất là nhiều. Chúng ta có lấy style cơ bản chúng ta chơi ra được những cái tố chất của những cái bài chúng ta cần chơi. Đấy, như vậy là em test sơ qua cho quý vị thấy thôi. Thêm một tí nữa. Đấy, chuyển sang phần bánh tiếng nhạc mạnh này. Đấy. Và chúng ta lấy những style cơ bản chúng ta chơi rất là nhiều.
vậy là em đã test sơ qua cho quý vị tổng thể những cái tính năng cơ bản của chiếc xe này đang hoạt động bình thường cho quý vị nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành cái việc dán tem và cho vào bao, thả vào bao để mà tiến hành vận chuyển cho kịp xe nó sắp tới rồi. Chế độ bảo hành 2 tháng. Riêng về cục nguồn này sẽ không được bảo hành nhé. Đây là chúng ta về chúng ta dùng rồi, chúng ta lưu ý cục nguồn. USB sẽ được kẹp vào trong cuốn sách này. Cục nguồn thì khi dùng xong chúng ta không dùng nữa, chúng ta nên rút cục nguồn ra. Đấy, tình trạng hỏng nguồn. Về kẹp vào sách. Sẽ di chuyển xuống bên dưới này. Quá là ok. Thank you.
Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ chờ xe tới và chúng ta sẽ vận chuyển lên xe quý vị nhé. Đấy, cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ cho trung tâm nhạc cụ Hạnh Phúc. Quý vị quan tâm những sản phẩm bên em thì xin vui lòng nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982 ạ. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và tạm biệt toàn thể quý vị.